Và nếu anh em có bất kỳ một thắc mắc nào cũng như là muốn cập nhật những thông tin nhanh nhất về những sản phẩm sẽ được bán chính hãng tại thị trường Việt Nam thì có thể là tham gia vào group là Xóm Công Nghệ nha. Link của group thì mình sẽ để ở trong phần mô tả cũng như là phần bình luận của video này. Xin chào bạn, hôm nay thì mình đang có đây một trong 9 model sẽ được bên nhà Xiaomi giới thiệu trong quý 1 năm 2021 tại thị trường Việt Nam các bạn. Nói là mới thì nó là mới mà cũ thì cũng là cũ các bạn ạ. Bởi vì nó chỉ là một cái phiên bản đổi tên so với là chiếc Redmi Note 9 4G bên thị trường Trung Quốc này. Và cũng chỉ là một cái phiên bản có thể gọi là thay vỏ và đổi tên so với là Poco M3 mà thôi. Đó là chiếc Redmi 9T sẽ được bán độc quyền thông qua hệ thống là Thế Giới Động. Và video ngày hôm nay thì mình sẽ mở hộp cũng như là trên tay nhanh cho anh em về chiếc Redmi 9T. À không, chỉ là trên tay cho anh em thôi, còn hộp thì hiện tại mình không có ở đây. Nếu mà các bạn nhìn vào cái phần mặt lưng của chiếc Redmi 9T thì có thể thấy rằng là nó đã được thay bỏ hoàn toàn về cái thần thiết kế rồi so với là Poco M3. Poco M3 thì cái phần này này, cái cụm camera này thì nó sẽ có một cái cụm rất là to bản ở đây. Nhưng mà ở trên chiếc Redmi 9T thì cái chữ Redmi nó sẽ to, còn cái cụm camera thì nó chỉ là nhỏ nhỏ xinh xinh mà thôi. Và cái phần mặt lưng này thì nó cũng được làm dạng họa tiết 3D cho nên là cảm giác cầm nắm vào thì nó cũng tương đối là ok. Nhưng mà cái phiên bản màu đen thì mình thấy rằng là nó vẫn để lại mồ hôi và dấu vân tay, cho nên là khi mà bạn nghiêng ở một vài những góc khác nhau á thì nó cũng hơi bẩn một tí xíu các bạn ạ. Cho nên là mình khuyên anh em là khi mà các bạn qua hệ thống Thế Giới Động để mua chiếc Redmi 9T này á thì nên lựa chọn những cái phiên bản màu sắc, ví dụ như là màu xanh này hoặc là cái phiên bản màu đỏ nha. Nhìn vào thì nó sẽ đẹp hơn, hạn chế dấu vân tay cho tới rằng là thấy được cái logo Redmi nó sẽ to bản hơn khá là nhiều. Còn về cái phần cảm biến vân tay thì nó sẽ được đặt ở cánh hông tương tự như ở trên chiếc Poco M3 này. Về cảm giác cầm nắm á, thì với một cái viên pin lên tới là 6000 mAh, thì nếu mà chúng ta so sánh với viên pin là 6000 mAh thì cái mức độ mỏng cũng như là trọng lượng nó tương đối là ok các bạn ạ. Cái trọng lượng của chiếc Redmi 9T thì nó chỉ là 198g mà thôi. Cũng như là độ mỏng thì các bạn thấy rằng là ở cái phần cạnh này này thì nó sẽ được vát cong khá là nhiều, và đâm ra nếu mà các bạn nhìn góc như thế này thì nó sẽ khá là mỏng. Nhưng độ mỏng thực tế thì nó là 9.6mm nha các bạn. Còn về phần mặt trước thì trong cái tầm giá chính hãng từ 4 cho tới là 5 triệu đồng tùy từng phiên bản khác nhau thì chúng ta sẽ có một cái sản phẩm với màn hình IPS LCD với kích thước là 6.53 inch. Độ phân giải sẽ là Full HD cộng nha anh em. Nhưng một cái điểm mà mình không đánh giá cao ở trên cái màn hình của chiếc Redmi 9T, thứ nhất là cái mức độ nổi khối của nó không cao, và thứ hai nó không có sáng các bạn ạ. Đây, đây các bạn mà thấy không, hiện tại thì nó còn tới 49% pin này. Bọn mình cũng tắt luôn cái là độ sáng, chế độ sáng tự động này, và kéo mắc hết toàn bộ sáng rồi, nhưng mà nó vẫn khá là tối các bạn ạ. Đây là một trong những cái yếu điểm tương đối là lớn ở trên những cái sản phẩm giá rẻ của bên nhà Xiaomi á. Và nếu mà các bạn mang chiếc Redmi 9T này mà ra ngoài trời nắng á thì nó sẽ hơi khó chịu, làm cho mắt chúng ta nó sẽ hơi khó chịu một tí xíu. Còn về cái màu sắc hay là về cái khả năng độ hiển thị độ chi tiết nội dung á thì mình cũng không có điểm gì chê trách ở trên chiếc Redmi 9T. Chỉ đáng tiếc nhất đó chính là độ sáng của nó quá thấp. Còn về phần hiệu năng thì Redmi 9T chúng ta vẫn sử dụng cái vi xử lý là Snapdragon 662 này, và bao gồm hai phiên bản bán chính hãng nha các bạn. Thứ nhất là phiên bản 4GB RAM và 64GB bộ nhớ trong, và phiên bản cao nhất có mức giá là 4.990.000 thì sẽ có RAM là 6GB và bộ nhớ trong là 128GB nha các bạn. Và trong khoảng tầm là 3 ngày từ ngày 14 cho tới là ngày 17 này, khi mà các bạn mua chiếc Redmi 9T ở bất kỳ một cái phiên bản nào ở hệ thống là Thế Giới Động thì sẽ được giảm giá ngay 300.000 đồng nha. Tức là phiên bản rẻ nhất của chiếc Redmi 9T lúc này nó chỉ là 3.690.000 mà thôi. Một mức giá mình nghĩ rằng là rất là ok dành cho chiếc Redmi 9T này rồi. Còn về cái phần camera thì ở trên chiếc Redmi 9T chúng ta sẽ có camera chính độ phân giải là 48MP này. Chúng ta có một cái camera góc rộng 8MP và hai cái cảm biến còn lại có chung độ phân giải là 20MP, hỗ trợ tính năng chụp ảnh macro cũng như là chụp ảnh xóa phông. Còn về camera trước thì độ phân giải sẽ dừng lại ở mức là 8MP mà thôi. Và ở trên chiếc Redmi 9T thì chúng ta cũng được trang bị hệ thống loa kép là stereo nha các bạn, với âm lượng cực kỳ là lớn, và chất lượng âm thanh thì mình cũng đánh giá là thuộc top ở trong cái tầm giá từ 4 cho tới là 5 triệu đồng rồi. Đó là những điểm mà mình có thể là chia sẻ nhanh cho anh em về chiếc Redmi 9T, nói sơ qua về cái nền tảng là MIUI 12.0.2 ở trên chiếc Redmi 9T. Thì thời gian ban đầu, những cái trải nghiệm ban đầu mấy tiếng vừa qua của mình với chiếc Redmi 9T thì nó tương đối là mượt mà các bạn ạ. Còn không biết là trong thời gian nữa khi mà mình
đánh giá, mình trải nghiệm nhiều hơn về chiếc Redmi 9T nó sẽ mang đến một cái trải nghiệm như thế nào, thì mình sẽ hẹn các bạn ở trong cái video mà mình đánh giá chi tiết về chiếc Redmi 9T sau khoảng tầm là một vài tuần nữa nha. Còn các bạn suy nghĩ gì về chiếc Redmi 9T thì có thể là để lại ý kiến ở phần bình luận của video ngày hôm nay, và muốn bọn mình so sánh Redmi 9T với những sản phẩm nào thì cũng có thể là để lại comment ở phía dưới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Nếu cảm thấy video hữu ích, các bạn có thể là một like, share cũng như là subscribe và nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất từ channel của mình. Cuối cùng là Redmi 9T cũng được trang bị cộng hồng ngoại nha, cho nên là với những anh em nào mà đã quen sử dụng những chiếc điện thoại của Xiaomi để điều khiển những thiết bị gia dụng trong gia đình thì cũng có thể là yên tâm về cái điều này. Và bây giờ thì bye.